hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Kể một chuyện tình qua hai giọng đọc Thanh Lan và tác giả. Vài chục người, đa số là phụ nữ, đứng ngồi rải rác trước trụ sở Ban Văn hóa Thông tin xã, hồi hộp chờ nghe những tin tức sốt dẻo về chiến dịch Hồ Chí Minh. Mặt trời chênh chách phía sau dãy nhà hành chánh đang chiếu những tia nắng gay gắt vào thẳng mặt đám người lam lũ ấy. Nhưng họ không quan tâm. Cả tháng nay, dân làng bàn tán xôn xao về những chiến thắng dồn dập ở miền Nam. Các cụ già vốn tính dè dặt thì thầm bảo nhau: "Chừa vị tất đã đúng. Cái hồi tổng công kích Tết Mậu Thân, đài chả nói mãi là miền Nam đã hoàn toàn giải phóng đấy ư. Rồi có thấy gì đâu, bộ đội chết như giả ấy." Bà khác tiếp lời: "Thì thế, thằng nhớn nhà tôi hy sinh đúng hôm mùng 2 Tết, mãi 3 năm sau mới có tin về." Những nhận xét có tính cách tiêu cực ấy làm Hiền thấy nguôi ngoai phần nào trong lòng. Mấy tuần nay cô hoang mang vô cùng, chẳng đêm nào cô ngủ yên giấc, đôi mắt trũng sâu, hai má hóp xuống, làm cái miệng đưa ra như người hô răng bẩm sinh. Ngày ngày cô lang thang ra chợ hoặc tạt qua nông trường sản xuất, chỗ nào cũng nghe người ta suýt xoa vẽ ra viễn ảnh hòa bình đang về rất nhanh trên cả nước. Cô sợ lắm. Hòa bình rồi thì tất nhiên bộ đội phải phục viên, chồng cô sẽ giải ngũ về làng. Chừng đó cô sẽ ra sao? Cô sẽ giải thích thế nào về đứa con 3 tuổi cô sinh nó sau khi chồng vắng nhà đã 2 năm? Cô thường tìm gặp những bạn gái đồng cảnh ngộ để chia sẻ với nhau nỗi ưu tư về tương lai. Ngoài mặt, ai cũng cố làm ra vẻ bình thản, mạnh miệng nêu ra những nhận định có tính cách tự trấn an. Nhưng Hiền hiểu rõ mọi người đều nát tan như mình. Lần nào trước khi chia tay, cái nụ cũng vỗ vào lưng Hiền và bảo: "Tin thế nào được đài, chỉ nói láo thôi. 10 năm nữa cũng chưa thắng được miền Nam đâu." Hiền cũng hy vọng như thế. Nhưng chỉ vài phút sau, nỗi lo lại ùa đến. Dân làng nhiều người gặp nàng nhắc đến chuyện giải phóng miền Nam như những lời khiêu khích hay chọc ghẹo. Hiền về nhà nằm võng ôm con buổi tối, nước mắt trào ra theo lời ru não ruột. 6 năm trước, Hiền tiễn chân chồng ở cổng làng. Đợt tuyển quân kỳ ấy có lẽ đông nhất từ trước đến nay vì cần bổ sung bộ đội tổn thất sau Tết Mậu Thân. Vượt Trường Sơn đi bê là cầm bằng sinh Bắc tử Nam, một đi không trở lại. Hiền tự coi mình như người đàn bà quá ở tuổi 22. Cô quay về sống yên ổn với bố mẹ chồng, ôm ấp hình ảnh người đi biển biệt. Cô không tham gia đội dân quân, nhưng hoạt động tích cực trong tổ phụ nữ cứu thương tại địa phương. Một năm sau, bố mẹ chồng nhập chung với đa số ông già bà cả trong làng, dắt díu trẻ con đi sơ tán, bỏ lại một mình Hiền trong căn nhà rộng thanh thang. Một hôm, xã ủy và ủy ban tổ chức buổi họp bàn kế hoạch phá bom từ trường trên sông Hạ, vốn là nhánh sông huyết mạch của làng, nối liền đường chuyển vận quân sự lên huyện. Có gã thanh niên đang thất tình, chán đời tự nguyện đảm nhận công tác liều mạng đó. Ủy ban bố trí cuộc liên hoan tiễn chân, coi như tế sống người vào cõi chết. Các cô gái làng, trong đó có cả Hiền, lần lượt phát biểu những lời tán dương, trao khăn và tặng hoa cho gã. Chiếc xuồng đậu ở bờ sông, rú ga từng chập, chạy thử vài vòng. Thợ máy lăng xăng kiểm tra lại kỹ thuật. Bom từ trường là những khối bom bọc nam châm do không lực Mỹ thả xuống lòng sông để phong tỏa đường chuyển vận quân sự của Bắc Việt. Tàu bè bằng kim loại chạy qua sẽ hút bom lên và phát nổ. Nhiều cô chẳng hiểu bom từ trường là cái gì và tại sao lại cần phải có cái thuyền máy chạy thật nhanh trên mặt sông để hút bom lên, cho nên khi phát biểu cảm tưởng cứ quen miệng gọi là bom từ đường. Gã thanh niên khệnh khạng bước xuống xuồng, gắng nở một nụ cười héo hắt. Mới hôm qua gã còn chán sống, hôm nay thấy mình trở thành nhân vật quan trọng, hàng chục cô gái vây quanh, gã muốn chùn bước nhưng đã quá muộn. Gã ngồi vào buồng lái,
vẫy tay từ biệt nhân dân rồi rú ga lao đi. Dân làng đứng dàn hàng hai bên mép sông, hồi hộp nhìn theo chiếc xuồng nhỏ dần, chờ đợi một loạt bom nổ bắn tung từng mảnh vụn lẫn với xương thịt của gã trên mặt sông. Cái Nụ ghé tai Hiền thì thầm: "Dại Hiền nhỉ, người yêu bỏ rơi thì tìm đứa khác, tội gì phải chết." Hiền khẽ chớp mắt gật đầu. Mắt cô không rời mục tiêu trên sông, bây giờ chỉ còn là một vệt đen mờ xa thẳm. Rồi tiếng nổ ầm ầm, nước bắn tung tóe, nhiều người kêu rú lên. Toán cứu thương của Hiền xách đồ nghề chạy dọc theo bờ sông. Chủ tịch xã ngồi ghếch lên xe đạp, hớn hở nói: "Phá được bom rồi." Hắn không bận tâm đến cái chết của gã thanh niên chán đời, vì hắn coi chuyện đó đã là tất nhiên rồi. Hắn chỉ mừng rỡ vì con sông vừa được khai thông. Hắn giớn người đạp, nhưng bùn đất bám chặt vào bánh xe. Hắn quăng xe ở bờ ruộng, sắn quần chạy bộ theo Hiền, miệng la oai oái: "Nhanh lên, nhanh chân lên một tí các cô." Cái Nụ níu tay Hiền nói nhỏ: "Đi đâu mà vội, đằng nào nó cũng chết rồi. Thong thả chờ người ta thu dọn rồi mình hãng đến chứ." Rồi cô quay lại kéo tay một gã thanh niên từ nãy đến giờ vẫn lẽo đẽo tán tỉnh cô và giục: "Mấy ông tướng này lên trước đi, đàn bà chúng tôi đi sau." Hai gã thanh niên theo lời Nụ tiến lên phía trước. Họ có nhiệm vụ cầm theo miếng vải nhựa để nhặt những mảnh xương thịt vụn nát của nạn nhân đem đi chôn. Nhưng cuộc đời lúc nào cũng có những chuyện bất ngờ. Lúc đến chỗ nổ, Hiền khám phá ra gã thanh niên chưa chết. Cô ngồi thụp xuống băng bó và hét lên: "À, anh ấy còn sống, anh Viện còn sống các đồng chí ơi." Người ta bu lại, chủ tịch xã đứng chống nạnh giải thích: "Tôi đã bảo mà, chỉ bị thương xoàng thôi. Thuyền máy của ta phóng nhanh quá, hút bom từ đáy sông lên, thành thử ra bom chỉ nổ vuốt đuôi thôi. Đồng chí ấy chỉ bị bắn văng lên bờ, nhưng chả sao cả. Các cô cứu thương làm việc khẩn trương lên." Hiền xem xét qua loa rồi ngẩng lên nói: "Báo cáo anh Viện bị thương nặng ở lưng, với lại bị cụt mấy ngón tay ạ." Chủ tịch xã chỉ thị: "Các cô băng bó tạm cho đồng chí ấy, tôi chạy lên huyện xin huyện bố trí xe tải chở đồng ấy lên nhà thương tỉnh. Khiêng đồng chí ấy về chờ tôi ở trụ sở." Dứt lời, hắn chạy ngược lại con đường cũ để lấy xe đạp. Dáng người phục phịch, hắn loạng choạng những bước vội vã trên lối mòn trơn ướt, nhiều lần suýt ngã xuống ruộng lúa. Đám đông ồn ào giải tán, Viện nằm mê man trên đống bùn, máu và đất phủ gần kín toàn thân. Hiền làm xong nhiệm vụ, chống tay đứng dậy. Cô bảo đám phụ nữ đứng xung quanh: "Khiêng anh ấy về ngay mới kịp, dứt khoát là phải nhập viện." Một cô hỏi bâng quơ: "Để cả đất cát thế này mà khiêng à?" Hiền cả quyết: "Cứ đem lên tỉnh, họ làm gì thì làm." Mọi người tản mát ra, dăm cái miệng cùng hò hét, nhưng không biết khiêng Viện bằng cách nào. Xã ủy và ủy ban không hề dự kiến là Viện sẽ sống, cho nên chỉ bố trí người đi nhặt xác. Loay hoay một lúc, có cô đề nghị: "Để tao chạy về mượn cái võng." Hiền lo lắng gạt đi: "Chờ mày đi lấy võng thì người ta chết rồi còn gì. Hay là thay nhau vác anh ấy vậy." Bàn tán mãi rồi cuối cùng Viện cũng được đưa tới trụ sở ủy ban hành chính. May phúc cho gã là chủ tịch huyện hôm ấy xuống công tác, cho xã mượn xe đưa Viện lên tỉnh. Hiền được chỉ thị đi theo Viện. Cô chẳng vướng mắc gì, chồng đi bộ đội, bố mẹ chồng đi sơ tán, một mình cô đi đâu cũng được. Và lại chính Hiền cũng muốn lên tỉnh một chuyến cho biết. Bởi thế lúc chủ tịch xã bố trí công tác, cô vui vẻ nhận lời ngay. Leo lên xe, ngồi bên cạnh Viện, Hiền mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Cô thò đầu ra hỏi: "Thế còn tiêu chuẩn lương thực của tôi thì sao? Hợp tác xã phải xuất gạo trước cho tôi đem theo chứ, lên trên ấy để tôi chết đói à?" Chủ tịch xã khoác tay: "Ăn tạm ở đâu một hôm đi, mai tôi cho người đem lên." Cái Nụ nhí nhảnh bảo Hiền: "Đằng ấy cứ đi đi, mai tớ đem lên cho." Hiền vui vẻ chỉ ngón tay vào mặt Nụ: "Nhớ đi nhá, mày mà không lên tao về tao bóp cổ mày chết." Xe chuyển bánh, Nụ nhìn theo nói lớn: "Sướng nha, được đi ô tô nha, mai thể nào tao cũng lên mà." Rồi Hiền ở lại luôn trên tỉnh.
Một tuần sau cô mới về xã lấy thêm ít tiền và quần áo, rồi lại tiếp tục ra đi. Viện chỉ yếu sức chứ tính mạng không có gì nguy hiểm. Những vết thương ở lưng, ở bụng và hai bên đùi cùng với ba ngón tay cụt đều không phải là những triệu chứng có thể chết người, ngoại trừ tuần lễ đầu gã thấy tức gian trong lồng ngực. Chủ tịch xã hướng dẫn bí thư huyện lên tận nơi thăm viếng, động viên và biểu dương viện, đồng thời trao cho gã mảnh giấy có ghi bốn chữ "Anh hùng phá bom" bảo hiền gắn ngay trên đầu giường của viện cho mọi người cùng nhìn thấy. Đại biểu phụ nữ và dân quân tháp tùng bí thư huyện cũng ân cần trao mấy gói quà thật to, gồm có đường, sữa và trái cây để viện bồi dưỡng. Viện không chết, tiết kiệm cho xã được món tiền khá lớn, bởi vì xã ủy đã nhất trí cho thân nhân của viện lãnh tiền tử, đồng thời xuất quỹ mua quan tài và làm đám ma cho viện một cách rất long trọng. Nào ngờ viện còn sống, thành ra trong cuộc hành quân phá bom này, tính đi tính lại thì xã chỉ mất có mỗi cái xuồng máy mà thôi. Trước khi chia tay, đồng chí bí thư và chủ tịch xã dặn đi dặn lại hiền là phải lo cho viện thật chu đáo. Hễ viện cần gì thì chạy về báo tin ngay để xã chu cấp. Hiền cũng hiểu rằng có ân cần với viện như thế thì lần sau mới dụ được người khác vào cõi chết. Cuộc đời có những lúc vui bất ngờ. Ở lại thành phố, ngày ngày Hiền lang thang ra phố, sống những phút thoải mái, quên hẳn chuyện lam lũ thường nhật ở dưới xã. Cái nổ cũng lên ngủ với Hiền một đêm, nhưng hôm sau phải về ngay vì nhà chồng không cho phép ở lâu. Hoàn cảnh hai người giống nhau, nhưng nổ bị cả gia đình chồng kìm kẹp vì ai cũng cho là nổ có tính lẳng lơ. Chồng đi bộ đội, nổ tung tăng yêu đời, gặp đám con trai nào cũng xà vào, nói cười một cách hết sức buông thả. Bố mẹ chồng nổ dắt lũ em nhỏ đi sơ tán, nhưng nụ còn anh chồng và cô em chồng theo dõi, suốt ngày cảnh giác nụ. Cô bảo Hiền: "Đàn ấy sướng hơn tớ, cứ y như còn con gái." Hiền chua chát nói: "Còn con gái thật mới sướng chứ, bây giờ có chồng cũng như không, sướng cái nỗi gì." Hai người ngủ với nhau một đêm ở hành lang bệnh viện, thì thầm nói chuyện cả đêm, lắm lúc chợt cười lớn khiến y tá phải chạy ra mắng. Buổi sáng chia tay, Hiền dặn nụ: "Thỉnh thoảng kiếm cớ lên đây chơi với tao." Nụ cười buồn lầm lỗi bước ra cổng bệnh viện. Có một điều rất riêng tư mà nụ chưa bao giờ kể với Hiền, mặc dầu giao tình giữa hai người từ lâu vẫn thân như ruột thịt. Dân làng thường sầm xì với nhau là nụ có tính lẳng lơ, nên lúc nào cũng bị cả nhà chồng canh giữ, sợ nụ sa ngã bất tử, mai kia chồng nụ trở về thì lâm vào cảnh lỡ làng. Chuyện ấy cũng có phần đúng, nhưng người ta chỉ biết một mà không biết hai, là bởi vì một hôm cả nhà đi vắng, nụ mới phát hiện ra một sự thật chua chát là Hưởng, anh chồng nụ, bấy lâu nay kìm kẹp nụ, không phải để giữ nụ cho thằng em, mà là cho chính gã. Hưởng cũng đã có vợ hai con, nhưng gã may mắn được bố trí công tác ngay tại ủy ban xã. Buổi tối hôm ấy dường như trời sắp đặt, ở nhà chỉ có hai người. Bố mẹ chồng đi sơ tán đã lâu, cô em chồng gặp công tác đột xuất lên tỉnh và phải ngủ lại chờ chuyến hàng hôm sau. Vợ Hưởng lại cũng tình cờ lên vùng sơ tán thăm các con sống với ông bà nội trên đó. Thành ra ở nhà chỉ còn có Hưởng và nụ. Cơm nước thu dọn xong, nụ xuống ao tắm rồi vào buồng ngủ sớm vì ngại ngồi nói chuyện một mình với Hưởng. Trời mùa hè nóng hâm hấp, nụ nằm trong mùng, mặc mỗi cái áo cánh mỏng, không đắp chăn mà vẫn thấy nực nội. Gần nửa đêm, Hưởng đi họp ngoài ủy ban về, đứng lóng ngóng trước cửa buồng nụ một lúc khá lâu, rồi rón rén bước vào. Trăng trung tuần sáng vằng vặc chiếu qua cửa sổ, soi rõ tấm thân mời gọi của nụ đang nằm ngửa trên giường. Hưởng nhẹ nhẹ ngồi xuống bên cạnh, vén mùng thò đầu vào, nín thở cúi xuống, áp mặt lên ngực nụ. Nụ đang cơn ngủ say, chỉ ú ớ kêu nho nhỏ vài tiếng mà Hưởng không nghe rõ. Rồi cô xoay người nằm nghiêng, hướng mặt vào vách, co một chân lên. Hưởng run run đặt một bàn tay lên hông nụ. Không thấy phản ứng gì, gã liền từ từ nằm xuống và cũng quay nghiêng, ép sát người vào lưng nụ. Bàn tay gã đặt trên đùi nụ đưa dần lên, cho đến lúc nụ giật mình bừng tỉnh, ngồi bật lên, hét lớn và tung màn bỏ chạy ra ngoài. Hưởng không nao núng, nhà chẳng có ai, cơ hội ngàn năm một thuở, gã lao ra đuổi theo nụ.
Nộ từ gian giữa chạy xuống bếp, Hưởng phóng theo chộp được. Hai người ngã sấp xuống trên tấm cót phơi đỗ nành. Hưởng đè trên lưng Nộ, chúi đầu vào gáy Nộ, vừa thở hổn hển vừa nói: "Cho anh yêu một tí." Nộ vùng vẫy và hét lên: "Anh Hưởng, làm cái gì thế? Có buông ra không? Tôi kêu làng nước bây giờ. Buông ra, tôi mách chị tin cho anh xem. Sáng mai tôi sẽ trình ủy ban." Nghe Nụ dọa sẽ nói cho vợ gã biết, gã không lo lắm. Nhưng Nụ dọa trình ủy ban thì hơi ngại. Thời buổi này đàn ông đi bê gần hết, được ở lại miền Bắc là phúc đức lắm rồi. Hưởng ngẫm nghĩ, phấn đấu tư tưởng rồi buông Nụ ra, lồm cồm đứng dậy bỏ lên nhà. Nụ cũng đứng lên, phủi quần áo cho sạch bụi. Cô ngồi dưới bếp rất lâu, không thấy động tĩnh gì nữa, mới rón rén vào buồng, lấy sợi dây thừng buộc chặt cửa lại, đồng thời treo một cái nồi đồng bên trong cánh cửa, để đề phòng nếu Hưởng mò vào lần nữa thì cái nồi sẽ rớt xuống báo động. Từ hôm đó, Nụ rất ngại ở nhà khi chỉ có một mình Hưởng. Hễ vợ Hưởng đi đâu hoặc hễ cô em chồng cắp nón ra cửa là thể nào Nụ cũng đòi đi theo, cố tránh mọi cơ hội để Hưởng lợi dụng. Cẩn thận đến thế mà lâu lâu vẫn không thoát khỏi tay Hưởng. Gã bạo lắm, tính nào tật nấy, khó có thể chừa nổi. Mắt trước mắt sau không thấy vợ hoặc em vợ là thể nào cũng xông tới ôm hôn Nụ, hay có khi sờ mó lung tung gỡ gạc trong giây lát. Chuyện tình ở miền Bắc trong thời chiến xảy ra như thế cũng là thường. Hàng triệu người đàn bà trẻ có chồng đi xa không hẹn ngày về, luôn luôn khao khát một bóng hình gần gũi để khỏa lấp nỗi quạnh hiu. Cho nên cứ lâu lâu trong thôn xóm im lìm lại nổ ra một vụ gian xíu với ông hàng xóm, em chồng, anh chồng, hoặc có khi cả bố chồng nữa. Nụ chỉ có tiếng mà không có miếng, thiên hạ đồn đãi nhiều nhưng thật sự cô chưa tằng tiệu với ai. Mà chuyện đời oái oăm ở chỗ là vợ Hưởng không biết gì về bản chất vô luân của thằng chồng mình, cho nên cứ luôn miệng nói bóng gió, chê Nụ không đứng đắn. Thấy Nụ cứ kiếm cớ vắng nhà, vợ Hưởng thường nhiếc: "Ai đời thủa, chồng không có bên cạnh mà đố có chịu ở yên trong nhà, hở ra một tí là chạy mất, đúng là cái thứ động cỡn mà." Ở nhà làm sao được khi Hưởng lúc nào cũng rình rập. Nụ bực lắm nhưng không muốn nói ra, phần vì thương vợ con Hưởng, phần vì Nụ biết mình cô đơn trong căn nhà này. Tiết lộ sự thật, chưa chắc vợ Hưởng và cô em chồng đã tin, bởi Hưởng có cái bề ngoài nghiêm chỉnh lắm. Đến như Hiền là bạn thân nhất của Nụ, mà Hiền cũng chả bao giờ nghĩ ra là Nụ bị anh chồng ve vãn, hoặc nếu có thì thủ phạm là Nụ chứ không phải là Hưởng. Nghe thiên hạ cứ nói mãi, chính Hiền cũng dần dà tin rằng Nụ có tính lẳng lơ thật. Hiền ở lại hơn 2 tháng rồi đón xe khách đưa Viện về làng. Những ngày ở bên Viện, Hiền ít chú ý tới gã, bởi vì ánh đèn đô thị lôi cuốn trí óc Hiền nhiều hơn. Và lại, giữa đám thanh niên thành phố thường xuyên tán tỉnh Hiền, cô thấy Viện chỉ là một thằng nhà quê quá tầm thường. Ngồi trên xe, cô mới chăm chú nhìn Viện. Gã xanh như tàu lá chuối, mấy ngón tay cụt đã lành hẳn vết thương, nhưng Viện vẫn băng bó cẩn thận để khỏi phải nhìn thấy. Trong làng, Viện thuộc loại thanh niên hiền lành, ít ai chú ý. Gã thua Hiền khoảng 2 tuổi. Thuở nhỏ cũng có biết nhau khi còn học ở trường cấp 1. Viện mồ côi cha từ năm lên 3, hai mẹ con sống với nhau trong cảnh cơ hàn, bữa no bữa đói. Và mới cách đây khoảng 3 năm, mẹ Viện qua đời vì bệnh ho lao. Bà xuôi tay không để lại cho Viện đồng bạc nào, nhưng Viện thừa hưởng được căn nhà mái tranh vách đất, cũng tạm gọi là có chỗ nương thân. Vì tứ cố vô thân nên khi Viện thất tình đâm ra liều mạng thì chẳng có ai ngăn cản một lời. Chủ tịch xã vớ được Viện, mừng hơn trúng số độc đắc, bàn ngay với đảng ủy và lập tức tổ chức lễ xuất quân để Viện đi phá bom trên sông Hạ, sợ để lâu có kẻ gièm pha Viện sẽ đổi ý. Cũng may số trời chưa nỡ dứt dòng họ nhà Viện, cho nên gã mới còn sống để đến hôm nay có được cái may là bàn tay Hiền săn sóc. Hiền đưa Viện về tận nhà rồi trao lại cho gã cái túi vải đựng mấy bộ quần áo, huy chương, giấy khen mà huyện và xã đã tưởng thưởng. Viện nằm nghỉ một tuần rồi một buổi tối mò sang thăm Hiền. Hôm ấy Hiền vừa ăn cơm xong, rửa bát, bắt đầu một đêm dài trống vắng như thường lệ. Thấy Viện từ ngoài cổng,
Hiền vội châm đèn và chạy xuống bếp đun nước. Viện đi thẳng vào bếp, ngồi xuống bên cạnh Hiền và nhập đề. Sang để cảm ơn chị, thật chả biết nói gì. Chị săn sóc tôi cả mấy tháng rồi. Hiền kéo khúc củi cho Viện ngồi rồi khách sáo đáp từ. Ơn nghĩa gì, anh cứ bày vẽ. Anh cần nghỉ ngơi cho lại sức mà. Tôi có xin với ủy ban tăng khẩu phần cho anh bồi dưỡng đấy. Viện đỡ lời. Vâng, hôm kia ông chủ tịch có tạt vào thăm, cho tôi 2 cân khoai với lạng đường cát. Hiệt chợt nhận ra là mình ngồi sát Viện quá. Cô vội nhích ra một chút và cầm mấy thanh củi nhét thêm vào bếp. Cô hỏi cho có chuyện. Thuốc của anh uống hết chưa? Có ra xin thêm ngoài y tế xã không? Viện vòng tay vỗ một con muỗi ở mông rồi gật đầu. Có chị ạ, nhưng ban y tế hết thuốc, chờ huyện bổ sung. Ở bên Viện cả mấy tháng, Hiền chẳng bao giờ bận tâm. Đêm nay cô thấy Viện đột ngột đến với cô như một người xa lạ, khiến cô hơi ngượng. Cô đứng dậy và bảo. Mời anh lên nhà, ai lại tiếp khách ở sau bếp này? Viện không nhúc nhích, gã ngẩng lên đáp. Chị đang rửa tay, chị cứ đun nước xong đi đã rồi hẵng lên. Hiền đứng tần ngần vài giây rồi lại ngồi xuống và im lặng vì chẳng biết nói gì. Ấm nước sôi lên sùng sục, cái nắp bật tung, trào từng mảng ra ngoài, nhỏ xuống lớp than hồng, khói bốc mù mịt. Hiền dập củi, xách ấm lên nhà, Viện lẽo đẽo theo sau. Hiền đặt nguyên chiếc ấm đồng trên bàn, bỏ vào một nắm nụ vối, rồi lại xuống bếp lục rổ bát, mang lên 2 cái cốc thủy tinh. Cô rót nước mời khách rồi nói. Mạng anh to thật, hôm ấy chẳng ai tin là anh còn sống. Viện buồn rầu kể lể. Thật chả có cái dại nào như cái dại nào. Mấy tháng nằm viện tôi nghĩ lại mới thấy mình khờ. Cái Nhung nó bỏ tôi, nghĩ cho cùng thì có đáng tiếc gì đâu. Thế mà tự dưng tôi lại đi mua lấy cái chết. Cũng may rời thương. Anh sống được là may rồi. Cả xã ơn anh lắm đấy. Nhờ anh thuyền bè mới đi lại được. Các cụ mình thường bảo một người bắc cầu chăm họ đi qua. Không có anh thì giờ này đã ai dám chèo thuyền trên sông hả? Ủy ban định tổ chức liên hoan biểu dương anh đấy. Viện ngoẻo đầu phân trần. Khốn nỗi tôi có phá bom từ trường cho ủy ban đâu. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Hôm ấy tôi chỉ muốn dọa cái Nhung là tôi định liều. Ai ngờ nó vẫn chẳng siêu lắm. Thế có ác không chứ? Lúc tôi ra bờ sông, ủy ban đọc bài biểu dương tôi, nó vỗ tay to nhất. Nó xúi tôi chết đấy chị ạ. Gã nhướng mắt nhìn Hiền rồi bưng cốc nước đưa lên miệng. Cái cốc nóng quá, Viện lại phải đặt xuống bàn và nói tiếp. Thong thả để tôi khỏi hẳn rồi tôi sẽ cho nó biết tay. Hiền nhớ lại trọn vẹn màn kịch ở bờ sông và mơ hồ cảm thấy Viện nói đúng. Buổi tiễn đưa có những ánh mắt thương hại, có những cái nhìn xúi giục bên cạnh những lời thách thức. Chính Hiền khi nghe theo chỉ thị của ủy ban trao chiếc khăn thêu cho Viện cũng là một cách gián tiếp đẩy gã vào cửa tử. Cô lảng qua đề tài khác. Chuyện ấy qua rồi, anh nghĩ đến làm gì? Viện hung lên. Không nghĩ cũng chả được chị Hiền ạ. Vết thương ở lưng, ở đùi, 2-3 cái sẹo ở vai, với lại 3 ngón tay cụt. Tôi quên thế nào được. Hiền lắc đầu. Anh thật là lẩn thẩn. Rõ ràng là anh tự nguyện đi phá bom. Bây giờ anh lại oán cái Nhung. Nếu oán thì phải oán chính anh hay là ủy ban cơ chứ. Cái Nhung nó có bắt anh đi đâu. Thực tình thì Viện cũng chẳng còn thù hằn gì Nhung. Nằm trên giường bệnh, gã biết mình ngu, không muốn nhìn lại Nhung nữa. Nhưng gã giả vờ nói ra chỉ để có cớ ngồi lâu với Hiền mà thôi. Gã hạ giọng bảo Hiền. Vâng, chị nói thế cũng phải. Thôi tôi nghe chị, quên phứt nó đi là xong. Và lại cũng nhờ đi phá bom từ trường mà hôm nay tôi mới có dịp được chị săn sóc mấy tháng vừa rồi. Gã đưa mắt nhìn Hiền dò xét nhưng Hiền không nói gì. Cô tháo cái chụp đèn, lấy tờ giấy báo lau lớp khói bám đen bên trong. Cô nhớ lại những lần dìu Viện bước đi chập chững ở bệnh viện, những lần đỡ Viện ngồi dậy để ăn cháo. Có lúc Viện đã tựa sát vào người cô, bàn tay của quạng đụng chạm vào cả ngực cô. Chính lúc ấy, cô không biết là gã vô tình hay cố ý.
Giờ này thì Hiền mơ hồ cảm thấy là Viện không vô tình. Hôm nay Viện sang thăm cô chắc cũng chẳng phải chỉ để cảm ơn Xuân, cho nên cô đắn đo một chút rồi nói: anh chưa khỏi hẳn đâu, nên đi ngủ sớm đi anh Viện ạ. Viện lờ câu nói của Hiền, gã hỏi: chị ở đây một mình vắng vẻ quá nhỉ, lâu nay có thư từ gì của anh ấy không? Hiền buột miệng: thư thì vẫn có, nhưng biết ngày nào mới về. Viện nhân câu nói của Hiền vội bàn thêm: vâng, biết ngày nào. Làng ta từ năm 60 đến nay hơn 10 đợt tuyển quân, có thấy tăm hơi ai quay lại đâu. Chả thế mà các cô có chồng đi bộ đội, phần nhiều đều có quan hệ tình cảm với người khác cả. Hiền nhíu mày hỏi lại: anh bảo sao? Cô nào bà nào cũng có quan hệ tình cảm với người khác đâu. Anh kể ra xem nào. Viện hừ một tiếng rồi cười nhạt: chị không biết tổng trước cả tôi sao mà còn phải hỏi. Hiền trợn mắt lắc đầu: tôi không biết thật mà. Viện uống hớp nước rồi đặt cốc, cúi người xuống như sợ có kẻ bên ngoài rình nghe. Gã nói nhỏ: đây nhé, bà Hải, phó bí thư, chuyện ấy thì cả làng biết rồi. Hiền gật đầu ngắt lời: vâng, chuyện ấy thì tôi biết. Viện lại kể thêm: bà Nga thì đi phá thai này, chị Vượng phải lòng ông Cư này, rồi cô Thi, cô Sắc, chị Hương, cả một tá chứ không phải là ít. Hiền tò mò hỏi thêm: nghe bảo cô Sắc ngủ với ông Sửu công an, chả biết có đúng không? Viện nhấn mạnh: đúng cái gì nữa mà đúng, công khai ở với nhau, ông Sửu đưa lên tận nhà thương tỉnh phá thai mà lại... Hiền im lặng ngó ra sân, mắt cô bâng khuâng nghĩ ngợi. Viện hạ giọng tiếp: cũng chả trách họ được, chồng đi biển biệt biết ngày nào về, mà về thì quái nào được, chín phần chết một phần sống. Hiền chống chế: anh cứ nói thế, anh mới là 10 phần chết cả 10, thế mà vẫn sống. Rồi Hiền bất ngờ hỏi lại đề tài cũ: mà sao anh biết được hả anh Viện? Viện nói: chả giấu gì chị, cái Nhung nó kể cho tôi, còn đĩ ấy chả có cái việc gì mà nó không thông. Câu chuyện bỗng trở nên hấp dẫn. Mới lúc nãy Hiền còn muốn đuổi Viện về, bây giờ lại hiếu kỳ hỏi tới: nó kể cho anh nghe những chuyện gì thế? Viện khoan khoái ngồi lại, vừa uống trà vừa tỉ mỉ thêm bớt những điều mà thực tình gã chỉ biết loáng thoáng. Nói xấu người khác bao giờ cũng là đề tài lôi cuốn phụ nữ, nhất là khi những người bị nói xấu đó lại là bạn mình. Chen vào câu chuyện, Viện luôn luôn bày tỏ sự rộng lượng, không lên án những người đàn bà xa chồng khát khao tình cảm. Cũng giống như mọi nơi khác, làng này đang lâm vào tình trạng khan hiếm đàn ông một cách khủng khiếp. Lớp lớp ra đi, không vượt Trường Sơn vào hẳn miền Nam thì cũng là lực lượng thanh niên xung phong làm công tác khai phá dọn đường. Phụ nữ ở lại hậu phương được đảng ủy thúc đẩy đoàn ngũ hóa, thi đua lao động liên miên, phát động từng đợt ba đảm đang, mục đích giữ họ bận rộn, tạm quên những trống vắng của tâm hồn. Tuy thế, những vụ trộm vẫn xảy ra thường xuyên, cảnh cáo, kỷ luật rồi cũng chẳng đi đến đâu. Viện đã uống cạn ấm nước mà vẫn không chịu về. Hiền không có đồng hồ nhưng đoán đã khuya lắm rồi, cô bảo Viện: Không khéo gần nửa đêm rồi đấy. Viện hiểu ý đứng dậy: vâng, tôi xin kiếu chị. Hiền tiễn ra cửa và dặn: anh nhớ bồi dưỡng cho lại sức nhé. Viện bước xuống thềm ngoái cổ lại cười: tôi khỏe hẳn rồi, thôi tôi về nhé, thư thả rồi tôi lại ghé thăm chị.
Hiền không nói gì, cô đưa mắt nhìn ra đường, lo lắng như sợ có ai bắt gặp Viện từ trong nhà mình đi ra giữa đêm khuya. Cô quay vào, khép cửa và tự dưng thở dài. Cô cầm đèn vào buồng ngủ, lấy quần áo bước ra đầu nhà. Cô vặn nhỏ ngọn đèn rồi mang thùng xuống ao, múc nước lên tắm. Tối hôm sau, Hiền đang ngồi ăn cơm một mình, vơ vẩn nghĩ đến Viện, thì bỗng có tiếng nói từ ngoài cổng. Làm gì mà giờ này chưa chịu thắp đèn lên? Hiền nhận ra giọng của Nụ, vội đặt bát, lục túi tìm hộp diêm châm đèn. Nụ bước thẳng vào nhà, ngồi xuống bên mâm cơm, tự tiện mở vung nồi. Lại cá kho với lá nghệ. Hiền mời. Ăn cơm luôn thế nhá. Nụ cúi người nhìn vào niêu cơm và bĩu môi. Còn có một tí thế này mà dám mở mồm mời người ta. Thôi, đằng ấy ăn đi, chả bỏ dính răng. Hiền thành thật. Cứ ăn đi mà, thiếu tao thổi thêm, gạo còn có mấy cân. Nụ trợn mắt. Ở đâu ra mà lắm thế? Bên nhà tao mấy hôm nay toàn ăn khoai. Hiền nghiêng niêu cơm ra phía ánh đèn và đáp. Ở đâu ra? 2 tháng rời trên tỉnh tao cứ quen mồm đi ăn hiệu, thành ra gạo ôm lên rồi lại ôm về. Nụ cầm chiếc đũa cả, quệt sồn sột vào đáy nồi, múc một miếng cơm trắng đưa lên mồm nhai ngon lành. Cô gật gù khen. Này, gạo dẻo ra phết đấy. Hiền không nói gì. Cô biết rõ lứa gạo này không ngon, nhưng vì Nụ ăn khoai đã mấy hôm, thèm cơm quá, cho nên bây giờ dù cô cho Nụ ăn bất cứ loại gạo nào cũng đều thấy dẻo cả. Nụ tiếp tục vét nồi. Hiền hiểu ý đứng dậy. Ngồi đấy, để tao thổi cho một bát. Cái con khỉ này, thế mà cứ làm khách. Nụ vội quăng đũa, níu tay Hiền lại và bảo. Đừng, tao đâu có đói mày, buồn mồm thì ăn một miếng thôi à. Rồi Nụ nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, bưng ra sàn nước bên hông nhà. Hiền cầm đèn đi theo. Hiền ngồi xổm múc nước rửa bát. Nụ bắc ghế ngồi bên cạnh và bất chợt hỏi. Hôm qua anh chàng Viện sang thăm mày có phải không? Hiền giật mình ngừng tay quay lại nhìn Nụ. Sao mày biết? Nụ vênh mặt đáp. Cái gì mà tao không biết? Hiền nhíu mày hỏi lại. Ông ấy kể với mày hả? Nụ gật đầu. Kể không thì nói làm gì? Ông ấy nhờ tao sang đánh tiếng với mày là ông ấy yêu mày. Hiền quăng mạnh bó đũa vào rổ và gắt. Thế mà mày cũng nhận nhờ hay sao? Rõ cái đồ phải gió. Ăn nói chả ra làm sao cả. Tao có chồng sờ sờ ra đấy, nó phải biết chứ. Nụ tỉnh bơ đáp. Đi mà bịt mồm thế gian lại à? Cả xã ai cũng đồn là mày ở chung với ông ấy mấy tháng trên tỉnh. Lửa gần rơm thì... Hiền bực bội than. Thế có ác không chứ? Rơm mới lại lửa cái gì? Ông ấy ốm liệt giường, ngày ăn không hết bát cháo. Thôi, mày đừng có nói nữa. Hiền nhớ lại mấy tiếng đồng hồ đêm qua ngồi bên Viện, gã cứ xa gần nhắc đến chuyện gian díu của những người đàn bà xa chồng. Hóa ra đó chỉ là một âm mưu để đưa đẩy đến chuyện của chính gã và Hiền. Hiền bưng rổ bát vào bếp và than. Tao sợ thiên hạ quá rồi, mồm miệng thế gian không biết đâu mà lường. Nụ đi bên cạnh nhấn mạnh. Bây giờ không cần biết thiên hạ nói gì, tao chỉ hỏi mày là ông Viện yêu mày, mày thấy làm sao? Hiền lại gắt. Tao cũng chẳng cần biết ông Viện nói gì với mày. Tao hăng hỏi mày cái này đã. Mày cũng có chồng như tao mà mày ăn nói chả có ý tứ gì cả. Đáng nhẽ khi mày nghe ông ấy ngỏ ý nhờ mày việc ấy, mày phải gạt đi hoặc là mắng thẳng vào mặt ông ấy mới phải chứ. Câu nói nặng của Hiền không làm Nụ giận. Ít khi Nụ giận ai. Cái miệng suốt ngày cười toe toét, các bà ngứa mồm cứ thường phê bình Nụ. Chưa thấy đứa nào có cái mắt đĩ như nó, lúc nào cũng nhe răng ra được. Nhiều lần Hiền đụng chạm với Nụ. Về nhà, Hiền hối hận toan xin lỗi, nhưng chưa kịp xin lỗi thì chính Nụ lại nhởn như chạy qua tìm Hiền. Hiền bưng đèn vào nhà, đặt trên bàn, vặn nhỏ xuống cho đỡ tốn dầu, rồi ra hè ngồi trên chiếc ghế thấp, tựa lưng vào vách. Nụ thì nằm đong đưa trên võng, hai chân dạng ra hai bên, mái tóc thả dài gần chạm tới mặt đất. Nụ bảo Hiền. Chả bằng lòng thì thôi chứ việc gì mà phải mắng với chửi. Vẫn biết là mình có chồng, nhưng mà có cũng như không. Đời bộ đội biết thuở nào gặp lại. Chẳng nhẽ mình cứ nằm mốc lên mà đợi. Hiền phì cười.
Mày không muốn mốc thì tìm ai mà ôm cho nó đỡ mốc. Nộ đáp: chả phải đợi mày bảo. Hiền tròn mắt nhìn Nộ và hỏi lại: nghĩa là mày cũng mê dai rồi hả? Nộ đặt một ngón tay lên miệng: còn trong vòng bí mật, chưa thể nói ra được. Hiền lắc đầu: con này hư quá, đến phải gọt đầu bôi vôi mày mất. Nhân tiện Hiền nói: ông Viện đã dám đến nhờ mày nói với tao thì sao ông ấy không yêu mày luôn cho tiện việc. Nụ ngồi lên: mà khốn nỗi tôi làm gì mà đẹp bằng bà. Hiền hài lòng về lời khen của Nụ nhưng vẫn làm bộ gạt đi: đẹp hay xấu thì cũng chẳng đáng nói đến nữa, mình là gái có chồng mà. Im lặng một lúc, Hiền hỏi: mày ngủ đây với tao tối nay có được không? Nụ chưa kịp trả lời thì có tiếng gọi từ ngoài cổng: chị Nụ ơi, về em nhờ tí. Cả Hiền và Nụ đều nhận ra cái giọng lanh lảnh của cô em chồng Nụ. Hiền lắc đầu: mày làm cái gì mà cả nhà chồng cứ suốt ngày đi canh mày thế, hừ thần. Nụ đứng dậy, mái tóc vương vào dây võng, cô nghiêng đầu suýt xoa gỡ ra rồi bảo Hiền: đi một tí là có người tìm rồi, thôi tao về đây. Nụ bước nhanh ra cổng, lòng buồn vời vợi nghĩ đến Hưởng. Mấy lần Nụ đã toan kể với Hiền về bộ mặt đóng kịch rất nham hiểm của Hưởng, nhưng cô lại dằn lòng giấu kín vì tội nghiệp bố mẹ chồng và vợ con Hưởng. Vầng trăng vừa lên, khuất sau đám mây bên kia đường, in bóng Nụ nghiêng nghiêng trên bờ cỏ, lúc còn lúc mất. Hiền quay vào khép cửa, thổi phụt ngọn đèn rồi uể oải leo lên giường. Tối hôm sau Viện lại mò sang, vì biết trước đêm nay sẽ gặp Viện, Hiền ăn cơm sớm hơn thường lệ. Cô vừa rửa bát xong, thay chiếc áo nâu mới và vấn lại mớ tóc thì Viện bước vào. Hai người ngồi đúng vị trí cũ. Viện chào hỏi qua loa rồi run run nhập đề: chắc chị đã hiểu lầm tôi. Hiền nhìn Viện lắc đầu: anh quẫn trí rồi anh Viện ơi, tôi đã có gia đình. Viện tha thiết: vẫn biết thế, nhưng mà gần gũi chị mấy tháng rời trên nhà thương tôi. Hiền xua tay ngắt lời: không được đâu, anh đi về đi. Đối với Viện, bộ đội lên đường đi bê thì kể như đã ra người thiên cổ, cho nên gã điềm nhiên coi Hiền vẫn còn độc thân. Và lại trong ánh mắt của Hiền, Viện nhận ra những lời chống đối rất yếu ớt, chỉ hoàn toàn là một thủ tục tự nhiên mà thôi. Gã không bỏ cuộc, bàn tay trái cụt ba ngón gã để trên đùi, bàn tay phải lành lặn đưa ra nắm lấy tay Hiền. Hiền vội giằng lại và lo lắng nhìn ra cửa: chết, anh đừng làm thế. Hiền thốt nhớ đến Nụ và hơn lúc nào hết mong Nụ qua thăm để gỡ rối giây phút lúng túng này. Cô đứng dậy và nói: quên, để tôi đun nước anh uống. Cô nói thế nhưng thực sự cô đã đun sẵn từ trước khi Viện qua. Cô chỉ quên chưa rót ra cốc mời Viện, nhưng Viện gạt đi: nước nôi gì. Vừa nói gã vừa đi vòng sang phía Hiền, bất chợt quàng cánh tay ôm lấy lưng Hiền và kéo sát người Hiền chạm vào ngực gã. Hiền vội đẩy gã ra, giọng nói hồn hển mất hết cả bình tĩnh: anh đi về đi, anh đi về đi, tôi sợ lắm. Viện đứng ngây người nhìn Hiền một lúc rồi bước ra cửa về thật. Hiền bàng hoàng ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn theo. Cái lối tỏ tình rất nhanh, rất thẳng thắn của Viện, Hiền thấy toát ra một sức mạnh nồng nàn, và cô tự hỏi không biết tại sao con bé Nhung lại bỏ Viện để Viện phải tự đi tìm cái chết. Hôm sau Viện lại đến, và cứ thế ngày này sang ngày khác cho đến lúc Hiền siêu lòng nằm gọn trong cánh tay cụt ba ngón của gã. Cũng chính cái đêm Viện nằm với Hiền lần đầu tiên ở nhà Hiền, lúc trở về thì thấy chủ tịch xã đã chờ sẵn ở ngoài sân. Viện giật mình khựng lại ngoài cổng, đứng nhìn vào một lúc, vuốt lại mái tóc và quần áo rồi mới thủng thẳng tiến vô. Chủ tịch đứng bật dậy đon đả bước ra: đi đâu mà về muộn thế, mình đợi mãi. Viện xã giao: anh ạ, anh tìm em có việc gì không ạ? Chủ tịch khoác vai Viện thân mật đáp: việc gì, nhớ cậu thì lại thăm đấy thôi. Hai người ngồi ngay ở bậc cửa.
Viện đòi vào nhà thắp đèn nhưng chủ tịch xã xùy xòa gạt đi. Đèn đuốc làm gì, khách khứa gì đâu mà cậu bày vẽ. Rồi gã thở mạnh chuyển sang giọng chính trị. Này Viện ạ, xã ủy và ủy ban cứ nhắc mình mãi là thỉnh thoảng phải thu xếp thì giờ đến thăm cậu. Xem cậu có cần gì ạ thì báo cáo ngay để ủy ban biết. Chả gì thì cậu cũng là anh hùng của xã. Nói cho ngay thì của cả huyện chứ chả phải riêng cái xã này. Không có cậu phá bom từ trường thì kể như khúc sông Hạ từ đây ăn thông lên huyện là khúc sông chết, khúc sông của địch, của Mỹ ngụy. Thành ra huyện đã chỉ thị các xã đều phải học tập gương anh hùng của cậu. Ủy ban cứ nhất định tổ chức buổi liên hoan biểu dương cậu. Mà cậu biết đấy, trăm công nghìn việc, vừa đánh giặc vừa sản xuất, không hở tay được một buổi. Chủ tịch xã ngừng nói, móc gói thuốc rút ra một điếu mời Viện. Viện gắn điếu thuốc lên môi, thản nhiên chờ đồng chí chủ tịch bật diêm cho mình. Lòng gã đã hết xúc động trước những lời tâng bốc được lặp đi lặp lại rất nhiều lần từ hôm dại dột chơi nổi. Gã rít thuốc, lim dim nghĩ đến Hiền, nhớ lại cuộc truy hoan ngắn ngủi vừa mới diễn ra trên chiếc chõng tre nhà Hiền mà toàn thân gã còn đang ngây ngất men tình. Đồng chí chủ tịch tiếp lời. Khổ nỗi là thế này, mình đã giải thích mãi với nhân dân là bom từ trường đã nổ hết rồi. Chiếc xuồng của cậu chạy ngang một lượt là kéo hết bom lên, không còn sót một quả nào dưới đáy sông nữa. Thế nhưng mà người ta vẫn cứ sợ. Họ đồn nhau là thể nào cũng còn sót vài quả dưới ấy. Thành ra thuyền bè vẫn không dám đi lại. Chủ tịch lại ngừng nói, liếc mắt nhìn Viện chờ đợi. Nhưng Viện bây giờ không còn phải là thằng Viện thất tình cách đây mấy tháng nữa. Gã không ngu nữa, lại càng không dại dột vì vừa chiếm được Hiền. Gã hững hờ nói, thì họ lo xa như thế cũng phải, còn bom hay không đố mà ai mà biết được. Chủ tịch gãi đầu. Mình định thế này, mình sẽ tổ chức một buổi lễ thật lớn ở bờ sông, ai có thuyền bè đều kéo ra hết. Cậu lái chiếc xuồng của xã đi đầu, cứ xem như là một cuộc hành quân tiến ra mặt trận sản xuất. Mình đã hội ý với xã ủy và ủy ban, ai cũng nhất trí và đề cử mình đến để trao đổi với cậu. Viện tái mặt, quăng điếu thuốc xuống chân, dùng gót di nát trên mặt đất. Gã hoảng hốt kêu lên. Không, không được đâu anh ạ, không được, tôi còn đuối sức lắm. Và lại bây giờ chỉ còn có mỗi một tay xoay trở thế nào được. Vết thương ở đùi tôi đã lành hẳn đâu, ngực thì vẫn tức như có người đè. Anh tìm người khác vậy. Chủ tịch xã biết Viện đã thoái chí, nhưng hắn không bỏ cuộc. Dụ dỗ người ta vào cõi chết là nghề của hắn, hắn kêu lên. Chết mình lỡ mồm tiết lộ với tất cả mọi người rồi. Bên dân quân định liên hoan lớn để biểu dương cậu, nhất là tổ phụ nữ. Mấy cô ở bên ấy cứ nhao nhao đòi tranh nhau tặng hoa cho cậu. Cậu không nhận nhời thì tôi biết ăn nói thế nào với người ta. Cái liễu ấy, cái liễu nó bảo là tự tay nó sẽ thêu hai cái khăn tay để tặng cậu đấy. Vẫn những lời nói khích ấy, lần trước Viện nghe rất bùi tai, như hơi men làm mờ lý trí. Hôm nay Viện chỉ thấy toàn là giả dối, lường gạt. Gã cả quyết lắc đầu. Báo cáo anh, xã ta thiếu gì người anh, không nhẽ việc gì cũng phải gọi đến tôi. Và lại khúc sông ấy là trục lộ quân sự, chỉ toàn tàu chiến sử dụng mà thôi, sao không nhờ du kích hoặc dân quân? Chủ tịch nhấn mạnh. Bom thì làm gì còn nữa, một lần xuồng cậu chạy ngang là hút sạch rồi. Cậu thấy một cục nam châm thật là bé mà còn hút được bao nhiêu là sắt, huống hồ cả một khói bom bằng nam châm. Hết sạch rồi. Có điều là người ta nhát, không dám thử, thành ra tôi mới nhờ cậu đi tiên phong. Viện bắt đầu bực mình. Nếu đã quả quyết là không còn bom nữa thì tại sao chính chủ tịch xã không dám dẫn đầu đoàn thuyền hoặc đề cử bất cứ ai trong ủy ban chẳng được? Rõ ràng là chủ tịch xã cứ muốn Viện phải làm liệt sĩ. Người khôn là người chỉ dại một lần, Viện không thể ngu lần thứ hai. Thà rằng chết ngay trên giường của Hiền vì bệnh thượng mã phong còn hơn là nghe lời xúi dại mà làm liệt sĩ. Viện nắm tay dứt khoát. Tôi chịu thôi anh ạ. Chủ tịch xã ê chề lắm, miệng đắng chát, mắt chớp mau như sắp khóc. Nhưng gã vẫn gắng nở nụ cười chính trị vỗ vai Viện. Thì mình cũng đề nghị thế thôi,
cậu nghĩ kỹ đi rồi mình bàn lại. Hắn phủi đít đứng dậy. Thôi mình về nhé, ngủ đi cho khỏe. Đi được mấy bước hắn quay lại vỗ bồm bộp vào trán và than: Thật là lú gan lú ruột, định hỏi cậu cái này mà cứ quên mãi. Thế nhà còn gạo trắng không? Hết thì nhắc mình một tiếng, mình sẽ bảo hợp tác xã mang lại. Với lại đường cát nữa. Viện ngắt lời: Vâng, cảm ơn anh, khi nào cần thì tôi sẽ xin anh. Chủ tịch xã lặp lại: Ừ, cần thì bảo mình một tiếng nhé. Gã bắt tay Viện và bước nhanh ra cổng. Viện thở dài đứng dậy. Đã quyết chí không để chủ tịch xã dụ dỗ mà lòng Viện vẫn bứt rứt vì vừa làm hắn thất vọng. Viện bước hẳn vào nhà toan thắp đèn nhưng lại đổi ý quay ra sân, đi lại phía gốc cao đầu nhà chỗ đặt cái lu sành đựng nước tiểu để tưới cây. Một cơn gió ùa đến bất ngờ, mùi hoa bưởi trong vườn lướt qua thơm ngát. Viện nghĩ đến Hiền và đoán chắc giờ này Hiền cũng đang thao thức nhớ đến gã. Đã toan vào nhà ngủ, Viện đứng lưỡng lự trên thềm một lúc rồi quyết định sang gặp Hiền. Về phần Hiền, quả đúng như Viện đoán, nàng vừa bước sang một khúc rẽ quan trọng trong cuộc đời. Hơn 3 năm xa chồng, chưa một lần sa ngã. Hôm nay nàng yếu lòng lao vào cuộc tình bất chính mà nàng biết sẽ không dừng lại được nữa. Viện về rồi, nàng thẫn thờ ngồi một mình bên ngọn đèn dầu leo lét, lòng tràn ngập nỗi vui buồn lẫn lộn. Nàng vói tay lấy cái gương tròn treo ở đầu giường, lau qua lớp bụi mờ rồi mở to mắt nhìn khuôn mặt mình trong đó và bất giác thở dài. Chỉ còn vài năm nữa, Hiền sẽ bước vào cái tuổi đã toan về già. Mà chinh chiến thì chẳng biết đến ngày nào mới dứt, chồng nàng chẳng biết đến bao giờ mới trở về. Nàng treo cái gương lại chỗ cũ, đứng dậy lấy quần áo xuống ao, theo thói quen trước khi đi ngủ. Hiền lên giường vói tay vặn nhỏ ngọn đèn dầu xuống và buông mùng nằm, nghĩ đến Viện. Nhưng vừa nhắm mắt lại thì nghe tiếng bước chân ngoài hiên, rồi tiếng gọi cửa cất lên nho nhỏ: Hiền ơi, ngủ chưa? Anh đây, Viện đây, mở cửa cho anh vào với. Hiền vừa mừng vừa sợ, lật đật chạy ra tháo then cài cửa và khẽ gắt: Ô hay, khuya khoắt thế này mà còn mò sang đây làm gì? Viện khẩn khoản: Anh có tí việc cần phải hỏi ý kiến em. Hiền đoán chắc là Viện chỉ lấy cớ để được nằm với Hiền, cho nên nàng dứt khoát đáp: Muốn hỏi gì thì cứ để sáng mai hẵng hỏi. Anh đi về đi, về ngay đi. Tai vách mạch rừng, hàng xóm láng giềng người ta biết thì chết em. Chưa dứt câu, Hiền đã khép cửa lại, nhưng Viện nhanh nhẹn bước tới chắn lối và tha thiết bảo: Anh nói thật, không phải chuyện đùa đâu. Chủ tịch xã vừa đến tìm anh ở bên nhà. Lúc mà anh ở bên em về thì thấy lão đang ngồi lù lù trước cửa nhà rồi. Hiền lo lắng đưa mắt nhìn Viện rồi tự động mở cửa cho gã vào. Nàng khiêu to ngọn đèn ở đầu giường rồi cả hai cùng ngồi xuống. Hiền hồi hộp hỏi: Có việc gì thế? Ông ấy tìm anh làm gì? Viện đưa tay vỗ một con muỗi đang vo ve bay quanh mặt và dừng lại trên trán gã. Chờ Hiền dục lần thứ hai, gã mới bắt đầu kể lể mọi chi tiết của gặp gỡ ngắn ngủi nhưng cực kỳ nguy hiểm vừa diễn ra giữa gã và chủ tịch xã. Kể xong, gã ngừng lại vài giây rồi hỏi Hiền: Thế ý em thế nào? Hay là anh đi một chuyến nữa nhé? Dĩ nhiên đời nào Viện tự nguyện làm con thiêu thân lần thứ hai, nhưng gã vờ vịt hỏi như thế để gợi lòng thương ở Hiền và cũng là cách để đo lường tình cảm giữa Hiền với gã. Quả nhiên, Hiền dãy nảy kêu lên: Trời ơi, đừng có giải, cát vàng cũng không có đi ạ. Sao lão không bố trí người khác mà cứ nhất định là phải là anh mới được chứ? Viện đồng đỉnh nói: Thì tại anh đã đi một lần rồi, xã đã biểu dương anh rồi. Lần đầu bom đầy sông anh còn chả chết, cũng chỉ là lần này, làm gì còn bom nữa mà sợ. Thôi, em cứ để anh lái xuồng chạy một lần nữa xem thế nào. Hiền nắm chặt cánh tay Viện, lắc đầu lia lịa và gắt lên: Đã bảo là không mà. Đứa nào nó muốn xã biểu dương thì cứ để cho nó tự nguyện lái thuyền đi đầu. Anh đừng có dại, chỉ tổ cho người ta lợi dụng mà. Báu gì cái giấy biểu dương, được tiếng khen, ho hen chẳng còn. Vừa nói chuyện, Viện vừa vỗ mũi liên tục, rồi gã đột ngột đổi đề tài một cách rất tự nhiên
và bảo Hiền: "Muỗi quá, vào mùng nằm nói chuyện tốt hơn. Ngồi ngoài này muỗi đốt chết." Dứt lời, gã thản nhiên chui vào và nắm cánh tay Hiền lôi vô. Hiền nằm nghiêng áp má vào ngực Viện và nghiêm khắc nhắc lại chỉ thị của nàng: "Em nói rồi đấy, dứt khoát là đừng có nghe lời lão. Lão nói gì cũng chớ có nghe. Phá bom là công tác tự nguyện mà, anh không nhận lời thì thôi, chứ lão làm gì được anh đâu." Viện đặt bàn tay lên lưng Hiền xoa nhẹ nhẹ. Hai người cứ tỉ tê tâm sự mãi như thế cho đến quá nửa đêm. Hiền không hề giục gã về, mà chính gã dĩ nhiên cũng chẳng nghĩ đến việc bỏ về nằm hiu quạnh một mình trong căn nhà vắng. Đó là lần đầu tiên hai người ngủ với nhau suốt cả đêm. Và khi đã ngủ với nhau một đêm rồi thì bao nhiêu đêm sau cứ tiếp tục diễn ra, mà cả hai chẳng ai còn bận tâm đặt câu hỏi là việc làm này đúng hay sai nữa. Chủ tịch xã còn trở lại thuyết phục Viện 2-3 lần nữa, dẫn theo cả đồng chí bí thư, để đồng thanh xúi Viện lao vào cõi chết. Nhưng Viện không nao núng, bởi đã có Hiền thường xuyên thủ thỉ bên cạnh. Nửa năm sau Hiền có bầu. Chủ tịch xã nhớ mối thù xưa, bẽ bàng vì không dụ dỗ được Viện, nhân cơ hội này lôi hai người ra phê bình rất nghiêm khắc và bắt viết tự kiểm, thậm chí còn xúi Hiền phá thai. Nhưng Hiền nhất định không nghe, một phần vì nàng sợ chết, một phần vì nàng thấy mình cũng đã lớn tuổi, muốn sinh đứa con đầu lòng và công khai sống luôn với Viện. Chiến tranh có mặt từ khi Hiền mới có trí khôn, kéo dài đến hôm nay với nhịp độ cứ mỗi ngày một khốc liệt hơn, không có hy vọng gì sẽ kết thúc. Chồng Hiền ra đi kể như đã xong một kiếp người, còn đợi làm chi nữa. Chủ tịch xã ức quá lôi Viện ra xỉ vả và gọi Viện bằng mày: "Rõ thật là đẹp mặt, anh hùng của cả xã cả huyện mà đổ đốt ra như thế. Thiếu gì con gái không lấy lại lấy vợ của bộ đội. Mày đúng là cái đồ mặt trơ chán bóng." Rồi gã bắt Viện phải trả lại ngay tờ giấy biểu dương mà bí thư huyện đã đem lên tận nhà thương tỉnh trao cho Viện, đồng thời tiếp tục đi lùng kiếm một vị anh hùng khác để phá bom từ trường, bởi tàu bè vẫn chưa dám đi lại trên sông Hạ. Sau hòa đàm ba lê, bố mẹ chồng Hiền từ vùng sơ tán trở về, vừa đúng lúc Hiền sinh đứa con đầu lòng với Viện. Khôn 3 năm dại 1 giờ, Hiền chịu không nổi sự đay nghiến thường trực, bế con sang ở hẳn với Viện. Thư của chồng nàng từ miền Nam gửi ra vẫn đều đặn 1 năm 1 lần, nội dung hoàn toàn giống nhau, báo tin chiến thắng ở tiền tuyến và động viên Hiền tích cực sản xuất nuôi chiến trường. 3 năm bên Viện là 3 năm thấp thỏm, mong cho cuộc chiến kéo dài bất tận. Hôm nay thì nỗi lo âu của Hiền đang trở thành sự thật. Cái nụ hớt hải chạy sang báo tin cách mạng đã toàn thắng ở miền Nam, Tổng thống Dương Văn Minh đã đầu hàng. Hiền đang cho con ăn cơm, hốt hoảng quăng cả bát đũa, kéo nụ ra sân hỏi lại: "Thật không? Ai bảo mày thế?" Nụ gắt: "Đài nói oang oang cả tuần nay mày biết à?" Hiền băn khoăn: "Đài thì đã chắc gì nói thật." Nụ giật tay Hiền nhấn mạnh: "Lần này thật mà, đài phát luôn cả lời đầu hàng của Tổng thống miền Nam cơ mà." Hiền ngồi thụp xuống bậc cửa, mắt chớp mau như sắp khóc. Cô ngẩng lên nhìn nụ và tủi thân vì cái con bạn lẳng lơ của mình cuối cùng lại may mắn hơn cô. Nụ nổi tiếng lang chạ, nghe đồn nó ngủ với cả anh chồng, thế mà chẳng hiểu tại sao không có bầu. Nụ kéo tay Hiền nói: "Đi ra ban thông tin với tao." Hiền lưỡng lự một lúc rồi bế con ra sau nhà, trao cho Viện và theo nụ cắp nón ra đi. Khu sân nhỏ trước ban thông tin từ mấy hôm nay lúc nào cũng chật người ngồi nghe. Chiếc đài 2 băng chạy bằng điện bán dẫn được khiêng hẳn ra hè, kê trên chiếc ghế đọc. Nụ và Hiền đứng xa xa, sát bờ giao thông hào, mặt mũi đăm chiêu chờ đợi. Những bản hùng ca, những lời hò hét đao to búa lớn đầy kênh kiệu thay nhau tuôn ra từ chiếc radio cũ kỹ đang dán mở hết âm lượng. Rồi bản tin miền Nam đầu hàng được nhắc đi nhắc lại một cách sắc sược. Hiền thở dài kéo tay nụ ra về. Dọc đường Hiền buột miệng than: "Không thể ngờ được." Nụ nhìn Hiền thông cảm: "Mày được thư ông ấy lâu chưa?"
Hiền hững hờ đáp: Mới hôm Tết. Nụ dè dặt nói: Điều này thì chỉ dăm tháng nữa là các ông ấy về thôi, phiền thật đấy. Hiền chép miệng: Mày thì có gì mà phiền, tao mới khổ đấy chứ. Nụ nói như để an ủi Hiền: Miệng thế gian mà mày, giấu được ai? Thế nào Dũng đến tai chồng tao à? Mấy cái con mẹ ngoài chợ có tật ngứa mồm, thế nào nó cũng nói này nói kia. Hai người kéo nhau đi tìm vài ba bà cùng cảnh ngộ để có thêm đồng minh than thở với nhau. Bà nào mặt cũng xanh mét như bị hậu sản. Ở nhà Viện cũng ưu tư không kém. Gã oán đế quốc Mỹ mạnh như thế mà lại để thua trận ở miền Nam. Nay mai thằng chồng bộ đội của Hiền trở về, chắc chắn gã sẽ khó sống. Trong một phút lo nghĩ thái quá, gã chợt thấy tiếc đã không chết ngay trên sông Hạ ngày ấy, để được cả xã xây đài liệt sĩ. Ngày ngày ở bên nhau, Hiền lặng lẽ ra vào, ít khi nói chuyện với Viện. Gã cũng hiểu tâm trạng vợ, chỉ thở dài thông cảm. Ban đêm, Hiền thường bế con ra võng nằm ngủ, bỏ mặc Viện trăn trở một mình trên chiếc chõng tre trong phòng. 3 tháng sau, bộ đội bắt đầu lác đác về làng. Phục viên giải ngũ chuyển ngành thương binh. Dân làng xôn xao thăm hỏi. Rải rác trong xóm, tiếng cười, tiếng khóc lâu lâu lại vang lên. Cứ mỗi người trở về là lại thêm một mối lo cho Hiền. Nàng thấp thỏm chờ đợi đến phiên mình sắp phải đối diện với sự thật bẽ bàng khi chồng nàng trở về. Cho đến một hôm, Hiền đang ngồi ủ rũ nối lại cái võng rách ở đầu nhà thì Nụ hớn hở chạy sang la oang oang từ ngoài sân: Hiền ơi, mày đã biết tin gì chưa? Hiền giật mình ngẩng lên hồi hộp hỏi lại: Tin gì? Chồng mày về hả? Nụ ngồi xuống giật cái võng trong tay Hiền quăng sang một bên và nghiêm mặt đáp: Chồng tao thì nói làm gì, chồng mày ấy chứ, báo để mày mừng, cái thằng chồng mày nó chết rồi. Hiền đặt bàn tay lên ngực, chố mắt nhìn Nụ. Viện đang cho gà ăn ở ngoài sân cũng giật mình ngừng tay, mon men tiến lại gần. Hiền sừng sốt hỏi lại: Thật không? Ai bảo mày thế? Nụ tỉ mỉ cắt nghĩa: Chết lâu rồi, chết từ năm ngoái kia. Cái thằng chỉ cùng đơn vị với chồng mày đó, nó vừa mới viết thư về, nó kể kỹ lắm, nó gửi cả ảnh nó chụp với chồng mày ở Lộc Ninh trước chiến dịch Hồ Chí Minh. Nó bảo chồng mày chết vì đạn pháo, nát bấy cả người mà. Chính nó nhặt nhạnh đem chôn, không tin mày sang nhà mà bà Kim mà hỏi. Hiền và Viện ngây người ngó ra sân, không ai nói lời nào nữa. Nụ đứng dậy phủi đít quần nhìn hai người và bảo: Thế mà cứ lo hão mãi, bây giờ thì sướng nhá. Đúng là cầu được ước thấy, chồng mày chết thật rồi. Có ăn mừng thì nhớ đừng có quên tao đấy. Rồi Nụ hân hoan cắp nón bước ra cổng, trả lại cái giây phút hạnh phúc riêng tư cho Hiền và Viện. Viện quay sang nhìn Hiền, niềm vui chan hòa trong ánh mắt. Gã ngồi xích lại, âu yếm đặt bàn tay cụt 3 ngón lên vai Hiền. Trước mặt hai người, đàn gà đang ríu rít mổ thức ăn trên khoảng sân dập bóng mát. Hiền cũng thở phào nhẹ nhõm vì vừa gỡ được gánh nặng ngàn cân đè nặng trên ngực từ mấy tháng nay. Nàng ngó ra sân và chợt nảy ra ý định sẽ thịt một con gà mái tơ, nấu vài món đặc biệt để ăn mừng bản tin chồng nàng đã thực sự trở thành liệt sĩ.